Được tổ chức thường niên, hội nghị kết nối tiêu thụ và xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La năm 2022 đã được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 29 điểm cầu trong và ngoài nước, cùng hàng chục gian hàng trực tiếp trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh vùng Tây Bắc, được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, hiệu quả trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước khống chế thành công dịch bệnh COVID-19, dần trở lại hoạt động phát triển kinh tế xã hội bình thường. Mục tiêu của hội nghị đó là chúng ta kết nối các thị trường, từ thị trường của các nước qua các kênh của tham tán thương mại các nước, rồi qua các tổng lãnh sự để chúng ta mở rộng được thị trường tiêu thụ. Thứ hai nữa là để các doanh nghiệp, các tập đoàn, các đơn vị, các thương nhân có những cái mối liên kết giữa các đơn vị với nhau và các tập đoàn kinh tế để làm sao chúng ta thực hiện cái việc xuất nhập khẩu hàng hóa và trực tiếp là nông sản tỉnh Sơn La. Thứ hai nữa là chúng ta đưa các sản phẩm nông sản chúng ta vào các hệ thống tiêu thụ trong nước, gồm hệ thống siêu thị và các chợ đầu mối, rồi các cái thương lái chúng ta đang tổ chức triển khai thực hiện. Và mục tiêu đó là gì? Chính đó là quảng bá, giới thiệu chất lượng sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La, và cũng là mục tiêu để chúng ta tiêu thụ, đưa vào chế biến, đưa vào xuất khẩu rồi tiêu thụ trong nước để đảm bảo là niên vụ 22 chúng ta tiêu thụ hết các sản phẩm nông sản. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp việc thực hiện quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng xoài và các sản phẩm nông sản, các tiêu chuẩn đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng, trao đổi thông tin về phát triển thị trường đối với các mặt hàng nông sản, trái cây tươi, những yêu cầu tiêu chuẩn khi đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống phân phối, quy trình thu hái, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản, thảo luận các giải pháp, định hướng hỗ trợ Sơn La về kết nối, quảng bá tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản mang tính bền vững. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, 2 năm qua, Sơn La luôn tiên phong là hình mẫu trong việc chủ động kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhất là nông sản vào vụ, giúp nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm thông qua nhiều hoạt động xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, bài bản, thiết thực và hiệu quả. Hội nghị xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022 rất quan trọng, có sự tham gia của các chủ thể từ nhà sản xuất đến hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cam kết luôn đồng hành, phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong cả nước nói chung và Sơn La nói riêng trong việc tìm đầu ra và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế một cách hiệu quả nhất. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ hoàn thiện, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cũng như là các địa phương khác để hình thành cũng như là hoàn thiện cái mô hình chuỗi giá trị trong nông sản, trong sản xuất, chế biến nông sản theo đúng cái mô hình và tư duy là biến nông sản, biến nông nghiệp trở thành là một cái ngành kinh tế nông nghiệp. Một cái vấn đề nữa mà chúng tôi cũng đặt ra để mà là làm sao đó được nâng cao được cái giá trị cao nhất của cái nông sản bán ra trên thị trường cũng như là xuất khẩu, thì đó là vấn đề là xây dựng thương hiệu, vấn đề là đảm bảo những cái lòng tin cho người tiêu dùng như là xuất xứ hàng hóa, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, dư lượng chất kháng sinh, chất trừ sâu, bảo vệ thực vật. Thì đây là những cái yếu tố liên quan để mà đảm bảo cho là gia tăng được cái xây dựng được cái thương hiệu của nông sản Sơn La nói chung, cũng như là những cái nhãn hiệu nông sản của các hợp tác xã, của những cái công ty hay là nhà sản xuất chế biến của Sơn La nói riêng. Thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng, sẽ giúp cho là nâng cao giá trị của nông sản Sơn La. Nằm trong sự kiện xúc tiến thương mại lần này, đại diện các bộ, sở ngành chức năng và đơn vị liên quan đã công bố sở hữu trí tuệ cho 3 sản phẩm nông sản gồm mận, chanh leo, bơ, khai trương sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La, thực hiện nghi thức cắt băng khởi hành đoàn xe đưa xoài nông sản Sơn La vào hệ thống phân phối tại thị trường trong nước và xuất khẩu.